thu và lợi nhuận mà bỏ quên đi việc đánh giá những cái rủi ro tiềm ẩn của doanh nghiệp. Và các chuyên gia họ cũng đã đưa ra những cái yếu tố cơ bản để có thể giúp cho các nhà đầu tư nhận diện được những dấu hiệu khả nghi khi mà đọc báo cáo tài chính. Thứ nhất là tỷ số nợ cao bất thường và liên tục tăng lên. Thứ hai là thu nhập tăng cao bất thường nhưng mà chủ yếu là đến từ thu nhập tài chính và thu nhập khác. Và thứ ba là biên lợi nhuận liên tục suy giảm trong một khoảng thời gian dài. Thứ tư là các khoản phải thu hay là hàng tồn kho chiếm tỷ trọng quá lớn trong cơ cấu tài sản và dường như là không biến động trong một khoảng thời gian dài. Và thứ năm là liên tục phát hành cổ phiếu. Thứ sáu là dùng tiền từ hoạt động kinh doanh âm liên tục trong nhiều năm. Và để liên tục cập nhật các thông tin tài chính chứng khoán một cách chính xác, chính thống, cũng như là được cảnh báo trước các dấu hiệu bất thường, thì quý vị hãy nhớ đón xem chương trình Khớp lệnh và Money Talk Bí mật đồng tiền từ thứ 2 đến thứ 6 vào lúc 11:20 trên ứng dụng VTV Go.